Rồi, câu số 1 nào, câu số 1, đáp án của chúng ta sẽ là gì? Bây giờ chúng ta bắt đầu comment nha. Like bảng có quà nên cũng thích. Ok, Nguyễn Thị Vân Anh mới vào đúng không? Hoàng Dương 1D. Rồi các em comment đáp án đi nào. Câu số 1, đáp án của chúng ta sẽ là gì đây? Một. Ok, rồi nhanh nhá, nhanh nhá. 20 câu súc miệng trước khi chúng ta ăn trưa. Câu số 1, cam kết trinh nhau 1D này, Triệu Thanh Lịch 1D. Ok, câu này đáp án của chúng ta đều là 1D hết đúng không? Đợi cô một tí để cô vừa bật cái phần theo dõi comment ở trên điện thoại lên. Ok, xong rồi. Nào, rồi, câu số 1, đáp án của chúng ta là 1, đúng không? D. Đấy, câu này thì trọng âm của nó sẽ như thế nào? Cụ thể là câu số 1, phương án D này, trọng âm của nó sẽ giữ âm tiết thứ hai nhá. Chúng ta sẽ nhấn vào cái âm thứ hai và chúng ta sẽ đọc là device. Đó, device, chúng ta sẽ nhấn vào âm thứ hai cho device. Thế còn những cái phương án khác, phương án A, B và C, trọng âm của nó sẽ giữ âm thứ nhất đúng không? Hôm nay giọng của cô hôm nó cũng không được tốt cho lắm. Nào, phương án A chúng ta sẽ đọc là smartphone. Đấy, smartphone, cho âm đầu tiên, hiểu chưa? Đây là cái danh từ ghép. Nó là ghép của từ smart và từ phone. Cho nên là thường là những cái với cái danh từ ghép ấy, thì trọng âm của nó sẽ dư âm đầu tiên, các bạn nhớ nhá. Với những cái trường hợp là danh từ ghép thì trọng âm của nó sẽ dư âm đầu tiên. Hôm nay chúng ta để ý xem nó có bị khực khực không nhá. Hôm nay để ý xem live có bị khực khực không nhá. Đấy, cô đang lo, cô cũng đang không hiểu là tại sao đợt này cô live ở nhà nó hay bị lag thế. Nó hay bị lag hoặc là nó có thể nó sẽ bị khực khực ấy. Đấy, cô đang để ý xem nó có bị khực không. Ok rồi. Thế còn phương án B chúng ta sẽ đọc là tablet. Tablet có nghĩa là cái máy tính bảng ấy đúng không? Trọng âm của chúng ta cũng là âm đầu tiên. Tiếp theo chúng ta có message. Message cũng là âm đầu tiên, các bạn nhớ nhá. Rồi, như vậy là chúng ta thấy nó bị lag, nó bị khực khực nhỉ. Tại sao lại bị như thế nhỉ? Đấy, vấn đề là tại sao đợt này live ở nhà nó có bị như thế? Nó cứ bị lag, nó bị lag, bị giật, mà live ở trên tuyển sinh nó không hề bị làm sao cả, trong khi đấy đường truyền mạng nhà cô vẫn ổn mà. Ok rồi, rồi để chúng ta sẽ tìm nguyên nhân sau nhé. Cô sẽ phải xem cái nguyên nhân của nó rơi vào đâu mà đợt này tại sao nó cứ hay bị lag. Ok rồi, cô đọc lại cả bốn phương án này: smartphone này, tablet này, message này và device nhé. Thì device của chúng ta chọn âm thứ hai. Tiếp theo câu số 2. Câu số 2 nào? Các bạn comment câu số 2 nào. Mimi 2D, Nguyễn Thu Tuyết 2D. Ok, câu này đáp án của chúng ta cũng là phương án D đúng không? Listen, chọn âm thứ nhất. Đó, listen, chọn âm thứ nhất. Thế còn những cái phương án kia thì chọn âm thứ hai cả, reduce, âm thứ hai này. Đó, reduce. Tiếp theo chúng ta có từ này sẽ đọc là subscribe. Các bạn nhớ không đọc là sub nhé, sub. Cái chữ U ở đây mình đọc là âm O, nhớ chưa? Subscribe. Ấy, chọn âm của nó cũng là âm thứ hai. Và chúng ta có begin cũng là âm thứ hai đúng không? Ok. Rồi. Hôm nay cô xóa cái màu móng tay. Đợt này bận quá không kịp đi sơn móng tay em ạ. À. Mấy cả thứ hai nữa là sơn móng tay nó kiểu nó nhanh bẩn lắm. Nó rất là nhanh bẩn ý. Nhìn nó rất là gây ấy. Thôi là tóm lại khi nào hứng lên thì đi sơn, còn bình thường sẽ để cái móng tay như này cho nó chân quê. Nào, nhớ reduce này, subscribe, begin và listen, được chưa? Câu thứ hai đáp án của chúng ta cũng là phương án D thôi, chọn âm thứ nhất. Rồi thì còn các phương án A, B và C chọn âm thứ hai. Tiếp theo câu số 3 đi nào, câu số 3. Từ này chúng ta vừa có cái từ này vừa có thể là động vừa là danh này, từ này cũng thế nhá. Đấy. Nào câu số 3 chúng ta comment xem đáp án là gì. Hello Nguyễn Văn Hoàng Long. Rồi câu số 3 chúng ta comment cho cô xem. Triệu Thanh Lịch này 3C, Nguyễn Thu Tuyết 3C. Ok. Để máu cũ Phương Thành 3C. Bắt đầu nhớ Phương Thành rồi đấy. Phương Thành rất là đợt này rất là chịu khó vào xem live luôn. Ok. Để cô thử lốt lại xem nó có đỡ bị giật hơn không. Nhìn công nhận là cũng thấy nó hơi bị lag ấy. Rồi, ý như Moon 3C này, Trương Liêm 3C, Phương Thành 3C. Câu này các em chọn C là rất đúng rồi. Đấy, câu này C là rất là đúng rồi. Đợi đợi tí thì cô sẽ phải quanh cái phương án vào nhìn nó đỡ bị lẫn. Đấy, câu này là device này, câu này là listen này. Còn câu này của chúng ta là account đúng không? Account, đấy, chọn âm của nó dư âm thứ hai. Đấy, account có nghĩa là tài khoản đấy, đúng không? Thế còn các phương án khác thì là gì đây? Chúng ta có phương án A, chúng ta sẽ đọc là challenge. Đấy, chọn âm đầu tiên này, challenge, chọn âm đầu tiên nhé. Tiếp chúng ta có từ này đọc là process, cũng là âm đầu tiên.
Đấy, và chúng ta có purpose cũng là âm đầu tiên. Các bạn chú ý cho cô cái từ này đừng đọc là purpose nhé chưa? Mà chúng ta sẽ đọc là purpose. Đấy, purpose. Đấy, đừng đọc là purpose nhé. Đấy, purpose. Đây cũng là âm ơ ngắn này. Còn đây là âm ơ dài này. Đấy, purpose. Đấy, purpose. Có nghĩa là mục đích, đúng không? Thế còn cái từ process này, quá trình, danh từ có nghĩa là quá trình, còn động từ có thể có nghĩa là xử lý hoặc là chế biến. Đấy, thế còn từ này đúng không? Challenge, challenge có nghĩa là thử thách hoặc là thách thức. Ok, tiếp theo câu số 4 đi nào. Các bạn comment câu số 4 rồi. Mimi 4B, Nguyễn Thu Tuyết, Hoàng Nam, Trương Liêm 4B. Đấy, tầm này hôm nay có vẻ ít bạn xem đúng không? Nó lại còn hơi hơi bị giật giật nữa. Giật giật này chúng ta có xem được không? Nó đang bị giật giật này chúng ta có xem được không? Có thể nó đang hơi bị lag rồi. Tại sao đợt này nó cứ hay bị lag nhỉ? Không thể hiểu được. Mãi cô mới nhìn thấy comment luôn ấy. Ok, câu số 4 nè. Câu số 4 các bạn chú ý tại sao cô lại phải ghi danh từ ở đây nhé. Bởi vì từ này khi là danh từ thì đọc một kiểu. Thế còn khi nó là động từ thì nó sẽ đọc một kiểu đấy. Ok, ý như moon 4B. Ok, câu này các bạn chọn B là đúng rồi. Machine, đúng không? Từ này chúng ta có machine. Từ này cho âm của nó sẽ rơi âm thứ hai này. Đấy, nhớ câu này đáp án của chúng ta là phương án B. Machine, âm thứ hai. Thế còn các trường hợp khác thì cái từ này ấy, khi nó là danh từ nhá, thì mình sẽ đọc nhấn vào âm thứ nhất, nhớ chưa? Đấy, mình sẽ đọc nhấn vào âm thứ nhất. Đấy, project. Đấy, project. Khi là danh từ. Thế còn động từ thì cho âm của nó sẽ nhấn vào âm thứ hai là project. Các bạn chú ý cho cô nhé. Thì ở đây là project. Project. Rồi tiếp theo chúng ta có website âm thứ nhất này, website âm thứ nhất này, rồi là interest cũng là âm thứ nhất. Cái từ website này nó cũng là danh từ ghép của từ web và từ site, thì khi là danh từ ghép thì trọng âm của nó rơi âm thứ nhất, đúng không? Đấy là cái nguyên tắc nói chung. Đấy. Tiếp theo này, câu số 5. Cô thấy mạng nó cứ hơi lắc lắc cho nên kiểu cô cũng phải cố để live nhanh hơn ý. Chán quá. Câu số 5 đi. Cô cũng không hiểu tại sao mạng lắc. Trong khi đấy cô like ở trên tuyển sinh thì nó vẫn rất là ok. Hôm sau cô thử like bằng bằng di động xem nào. Bằng điện thoại di động xem nó có bị lag như thế này nữa. Chứ đợt này nó hay bị lag quá. Không hiểu là vấn đề bị làm sao nữa. Ok, câu số 5 nào. Câu số 5. Câu số 5. Comment cho cô xem nào. Câu số 5 của chúng ta sẽ vào cái gì? Câu số 5 vào cái gì nào? Vương Phụ à, Phương Vũ 5A, Phương Thành 5A. Các bạn mới đang ở câu số 5 duy nhất, chưa đến câu số 7 đâu mà đã thấy bạn comment ở câu số 7 rồi. Ok, ý như Ngô 5A, Triệu Thanh Lịch 5A. Ok, câu số 5 đúng rồi, phương án A là đúng rồi. Đấy, chúng ta có cái từ này là trong trường hợp này nó là tính từ đúng không? Surprised. Surprised, trọng âm của nó rơi âm thứ hai. Đã, chúng ta bảo là surprised nhá. Đấy, surprised. Rồi, thế thì những cái phương án khác chúng ta sẽ nhấn vào âm thứ nhất đúng không? Major này, âm thứ nhất này. Social, âm thứ nhất. Và instant cũng là âm thứ nhất, đấy chưa? Đấy, major có thể có nghĩa là chính. Tính từ có nghĩa là chính. Đấy, thế còn social tính từ có nghĩa là thuộc về xã hội. Thế còn instant có nghĩa là ngay lập tức hoặc là tức thời nhá. Tiếp theo câu số 6. Bây giờ mới là câu số 6 nè. Ôi dồi ôi, lag quá cho nên các bạn ấy tụt hết cả, cả người xem rồi. Câu số 6 đi nào. Không sao, câu thứ sáu chúng ta comment cho cô xem nào. Tại sao nó bị lag này? Trời ơi, thật là buồn quá đi. Hôm nay nó thấy như cô thấy nó hơi bị lag đấy, chứ nó không bị giật giật như hôm trước. Hôm trước nó còn vừa bị lag vừa bị giật ấy. Nó cũng bị giật giật ấy. Ok, Nguyên Hoàng Khải 6C. Nào các bạn comment câu 6 đi nào. Câu 6 cô mới thấy có Nguyên Hoàng Khải thôi. Mimi 6C, Đô Ánh ý như môn 6C. Ok, câu này các bạn chọn C là đúng rồi nhá. Đấy, cái từ này. Cái từ này danh từ thì đọc là threat đúng không? Và động từ thì là threatened. Đấy, trọng âm của nó rơi vào âm thứ nhất. Đấy, threatened. Đó, threaten âm thứ nhất có nghĩa là đe dọa. Thế còn những cái phương án khác thì trọng âm của chúng ta sẽ nhấn vào âm thứ hai. Chúng ta có complete âm thứ hai này. Cái từ này trong trường hợp này thì để tại sao lại là cái từ này? Câu thứ sáu này bị sửa một chút. Cái từ này nhá, danh từ của nó thì nó sẽ đọc, nó trọng âm nó hơi khác, thế còn động từ của nó sẽ là hơi khác ấy. Cái từ này
Cái từ này nếu mà là danh từ thì cho âm của nó ra âm đầu tiên đấy. Nếu mà là danh từ thì nó sẽ không có. Nếu mà là danh từ thì nó sẽ không không nếu mà từ này nếu mà là danh từ á thì cho âm của nó sẽ ra âm đầu tiên. Đấy, thế còn cái từ này thì nó chỉ có tính từ thôi. Thì bây giờ cô sẽ sửa cái từ này nhé, thành tính từ nhé. Đó, đây này. Đấy, cô sẽ sửa thành tính từ đi. Thì nó sẽ đọc thành âm thứ hai. Đấy, thì lúc đấy thì chúng ta sẽ có một cái đáp án đúng. Đó, được chưa? Tính từ thì mình sẽ đọc là addicted. Đấy, addicted thì lúc đó thì cái trọng âm của nó sẽ âm thứ hai. Đấy, có nghĩa là nghiện nghiện cái gì á, đúng không? Đấy, chúng ta có addicted to something. Và cái này là agree. Đấy, nhá. Cho nên câu thứ sáu này thì cô sẽ sửa đầy một chút. Nếu mà là danh từ thì mình sẽ đọc cái trọng âm của nó ra âm đầu tiên thì lúc đấy thì mình sẽ không có đáp án đâu. Thế còn bây giờ cô sẽ sửa nó thành tính từ. Đấy, sửa thành tính từ thêm ed vào để có nghĩa là nghiện cái gì đấy đúng không? Thì lúc đấy trọng âm của nó sẽ ra âm thứ hai. Đó, cái này cũng thế này, agree. Lúc đấy thì trọng âm của nó sẽ ra âm thứ hai. Từ đó chúng ta mới có đáp án được là phương án C là trọng âm thứ nhất nhá. Cô đọc lại cả bốn phương án này. Threaten âm thứ nhất thì chưa? Complete, nhớ không đọc là come hoặc là complete thì chưa? Cái này là complete. Cái này là addicted và cái này là agree, được chưa? Đấy, tiếp theo câu số 7 nào. Câu số 7 bây giờ mới đến câu số 7 nhá. Rồi, câu số 7 Triệu Thanh Lịch đô ánh 7B. Nào, câu số 7 nào. Hôm nay khả năng là chúng ta sẽ phải live đến khoảng tầm 12 giờ 15 gì đấy thì may ra mới xong được. Nào, câu số 7. Ok, Triệu Thanh Lịch 7B. Nào Mimi 7B. Nào câu số 7. Nào 7B. Rồi, chúng ta có từ welcome nhé. Từ này đừng có đọc là welcome các em nhé. Đọc là welcome. Bởi vì khi mà mình nhấn với âm đầu tiên ấy, thì cái âm thứ hai này mình sẽ đọc là âm ơ này. Tức là nó không được nhấn trọng âm thì nó sẽ đọc là âm ơ. Đó là welcome. Đừng đọc là welcome các em nhé. Welcome. Welcome. Đấy, có nghĩa là chào mừng ai đó đúng không? Hoặc là một cái sự chào mừng. Từ này vừa có thể là động từ này, vừa có thể là danh từ luôn. Đó, welcome. Nhớ mình sẽ nhấn vào âm đầu tiên. Đấy, welcome. Thế còn những cái từ này thì mình sẽ nhấn vào âm thứ hai đúng không? Rely này, rồi là become này, rồi là control, nhớ chưa? Đấy, từ đọc là control, control. Đừng đọc là control, nhớ chưa? Control, đây cũng là âm ơ luôn. Đó, control, đây là âm ô này. Control, thế còn cái này là rely, cái này là become, nhớ chưa? Cái này là welcome, welcome. Đừng đọc là welcome, nhớ chưa? Ok, xong, tiếp theo câu số 8. Nào, comment tiếp câu số 8 đi nào. Tiếp câu số 8. Hôm nay thật sự tại sao nó cứ bị lác lác. Bây giờ mà tắt live đi thì không còn ai xem nữa. Bây giờ mà tắt live đi thì sẽ không có ai xem nữa cho nên thôi cố live thôi. Cô cũng không hiểu tại sao nó cứ bị lag như thế. Tại sao đợt này live ở nhà nó cứ hay bị lag. Trong khi đấy live ở tuyển sinh nó không hề bị lag một tí gì hết. Mạng nhiều cô đợt này nó cũng không phải là chậm lắm đâu. Nó khá là nhanh đấy. Mạng đợt này khá là nhanh đấy nhưng không hiểu tại sao nó cứ bị lag này. Thôi cố đi, cố đi. Cố 20 câu đi, chữa nhanh đi. Nào comment nhanh nhá. Comment nhanh, chữa nhanh thôi. Chứ còn bây giờ biết thế nào được. Buồn lắm, buồn lắm. Đã tầm giờ này ít bạn xem rồi sao nó còn lag nữa. Đúng rồi, welcome, chào mừng ai đó đấy đúng không? Rồi, tiếp theo câu số 8 đi, thôi cố cố gắng nhá. Câu số 8 đi nào. Câu số 8. Câu số 8, thôi rồi cô sẽ cố gắng chữa nhanh là câu số 8 thì đáp án của chúng ta nó sẽ là phương án C đúng không? Đấy, từ này sẽ là đúng rồi bạn Trương Liêm đúng rồi, amount. Đấy, từ này là amount, trọng âm của chúng ta sẽ giờ âm thứ hai. Đấy, amount. Nhớ từ này có nghĩa là lượng. Thì những cái từ có hai âm tiết mà thường bắt đầu bằng chữ A ấy, thì thường là trọng âm của nó sẽ giờ âm thứ hai. Ví dụ như là amount. Đấy, tuy nhiên cái từ này thì hơi khác một chút đúng không? Từ này thì trọng âm của nó lại giờ âm thứ nhất. Đấy, cho nên nói chung là cái nguyên tắc thì nó không hẳn là có nguyên tắc trong trường hợp này lắm. Ok, chúng ta có từ này chúng ta sẽ đọc là gì? Access nhé, access. Đó, đọc là access. Đấy, từ này vừa là động từ vừa là danh từ luôn thì trọng âm của nó đều giữ âm thứ nhất. Đấy, đừng đọc là access nhớ chưa? Đọc là access. Rồi tiếp theo từ này là essay. Cái này là engine đúng không? Engine có nghĩa là động cơ ấy, trọng âm thứ nhất nhớ. Essay âm thứ nhất này. Đấy, chúng ta có từ access cũng là âm thứ nhất này. Engine cũng là âm thứ nhất và amount âm thứ hai. Rồi, cho nên câu này đáp án là C luôn. Tiếp theo câu số 8 luôn đi. Câu số 8. Câu số 8 Nguyễn Hoàng Khải 8C. Câu số 8 bạn chọn C. Là đúng rồi. Tiếp theo câu số 9 nào. Câu số 9 Đô Ánh 9B này, Nguyễn Thu Tuyết 9B. Thôi chúng ta đang kiểu chạy đua đúng không? Chúng ta chạy đua đi. Đấy, bởi vì mạng nó bị lag, không hiểu tại sao nhưng mà cô sẽ phải thử live, ngày mai cô sẽ thử live bằng điện thoại di động xem nó có bị lag như này nữa không nhá. Rồi câu 9 Nguyễn Thu Tuyết 9B, Đồ Anh 9B. Câu 9 các bạn chọn B. Chọn B bằng chọn từ copy đúng không? Là đúng rồi. Đấy, câu 9 này.
Chọn âm của chúng ta sẽ dùng âm đầu tiên đúng không? Copy. Đấy, có nghĩa là sao chép hoặc là danh từ là bản sao. Từ này là động từ hay là danh từ thì chọn âm đều dùng âm thứ nhất hết. Đó, copy âm thứ nhất. Thế còn cái từ này các bạn chú ý cho nhau, cho cô nhé. Nếu là danh từ thì chọn âm đầu tiên. Thế còn nếu mà là động từ nha, trong trường hợp này ấy, thì chọn âm của nó mới rơi vào âm thứ hai các bạn nhé. Đấy, cô phải lưu ý ở đây là động từ thì rơi vào âm thứ hai, còn danh từ thì nó sẽ rơi âm đầu tiên. Đấy, chứ là động từ chúng ta đọc là download, download âm thứ hai. Còn nếu là danh từ là download, các bạn nhớ nhé, chú ý. Đấy, provide từ này âm thứ hai này, receive âm thứ hai này, nhớ chưa? Đó, provide nhớ đọc là pro nhé. Đấy, không đọc là provide, chứ đọc là provide. Và cái này là receive, ok. Rồi, như vậy câu này đáp án là B. Tiếp theo câu số 10 luôn đây nào. Câu số 10 luôn, rồi cố gắng lên, được một nửa rồi. Hôm nay 20 câu thôi. Chúng ta đến câu số 10 luôn. Câu số 10 luôn nào. Mạng nó kiểu, nó hơi bị trễ. Nó hơi bị trễ. Đợt này nó cứ bị lag thế này. Các bạn vẫn đang nhìn câu chữ ở câu số mấy á? Nào câu số 10, câu số 10 nào. Cô sẽ phải đợi các bạn một chút ấy. Nó bị lắc lắc cho nên cô sẽ phải đợi một chút. Nó bị chậm hơn so với bình thường. Lâu lâu con mới học mà lại nó bị làm sao. Ờ đấy, chẳng hiểu tại sao đợt này nó bị thế nhở. Không hiểu bị làm sao hay là do OBS hay là do cái gì nữa. Thật sự không thể hiểu được. Hay là OBS nhà cô nó bị lỗi hay là do làm sao nhở. Câu số 10 nọ Đô Ánh này, Huyền Trang, Nguyễn Thu Tuyết 10B. Câu số 10 các bạn chọn B. Event đúng không? Từ này không đọc là even nhớ chưa? Mà chúng ta sẽ đọc là event. Đó, event tức là chọn âm của nó giữa âm thứ hai. Âm đầu mình sẽ đọc là ý đấy, ý là mình đè nó xuống đúng không? Và vent mình nhấn nó vào. Event, event nhớ chưa? Event. Rồi, câu này đáp án B là đúng rồi. Thế còn cái này là energy, năng lượng để chọn âm đầu tiên. Cái từ này sẽ là gì đây? Presence có nghĩa là sự hiện diện, sự có mặt nhé. Sự hiện diện, sự có mặt, danh từ. Và chúng ta có từ advert, advert. Đấy, từ này là advert có nghĩa là quảng cáo đấy. Từ này là viết tắt của cái từ advertisement hoặc là advertisement. Tóm lại từ này là advert nhớ chưa? Danh từ có nghĩa là mẫu quảng cáo. Thế thì trọng âm của nó cũng giờ âm đầu tiên. Nhớ đọc được là advert nhớ chưa? Advert không đọc là advert đâu mà là advert. Đấy, còn cái này sẽ là presence âm đầu tiên. Energy âm đầu tiên, được chưa? Rồi tiếp theo câu 11 nào, câu 11 Ý Như mua 11D. Ý Như cũng đang cố gắng chạy đua đây đúng không? Rồi Trương Liêm 11D. Ok, câu số 11 các bạn chọn D là đúng rồi. Cater đúng không? Từ này chọn âm của nó dùng âm đầu tiên. Đấy, cater. Từ này cũng có thể hiểu là đáp ứng này. Đấy, đáp ứng. Hoặc là cái từ cater này cũng có thể được sử dụng trong cái ngành gọi là dịch vụ cung cấp dịch vụ ăn uống ấy. Đấy, cater. Hoặc là có thể hiểu là đáp ứng được cái nhu cầu của cái gì đó gọi là cater. Tiếp theo này, thế còn compare cho âm thứ hai đúng không? Relate âm thứ hai này và invent âm thứ hai. Đó, compare có nghĩa là so sánh, relate có nghĩa là liên hệ hoặc là liên quan đến. Thế còn invent có nghĩa là gì đây? Invent có nghĩa là phát minh đúng không? Rồi, tiếp theo này, câu số 12. Cô không nghĩ là vì cá mập đâu, chắc là do mạng nhà cô hay là do cái gì đấy về phía cô ấy. Chứ đổ cho mạng thì oan quá, bởi vì là rõ ràng đợt này live trên tuyển sinh vẫn rất ok ấy. Live tuyển sinh ok lắm luôn ấy, nó không hề bị làm sao, nó không hề bị lắc lủng gì đâu. Nhưng cứ live ở nhà cô nó lại bị thế, nó bị giật ấy. Ok, câu 11 Phương Thành chọn D đúng rồi. Đấy, câu này D đúng rồi. Ok, cô sẽ phải đợi các bạn tiếp comment câu số 12, sau đó cô sẽ tiếp tục nhé. Câu số 12 đi nào. Ok, Nguyễn Thu Tuyết 12C. Ok, rồi, Nguyễn Thu Tuyết người đầu tiên chọn C. Rồi, đúng rồi đấy. Câu này chọn C là đúng rồi. Chúng ta sẽ có từ này đọc là advance. Đấy, advance chọn âm của nó dùng âm thứ hai nhá. Đấy, advance câu thứ chọn âm thứ hai. Thế còn những cái phương án khác nào, chúng ta có channel âm thứ nhất. Thế còn cái này nhá, chú ý ở đây là danh từ thì chọn âm của nó mới dùng âm thứ nhất nhé. Còn động từ của nó sẽ là dùng âm thứ hai đấy. Đấy, danh từ là impact, còn động từ là impact, cho nên là nó khác nhau đấy nhá. Đấy, danh từ thì chọn âm dùng âm thứ nhất, nhớ chưa? Thế còn cái từ này là advent. Advent có nghĩa là sự xuất hiện hoặc là sự đến của cái gì đấy, hoặc là sự
gọi là sự xuất hiện hoặc sự đến, đúng không? Sự xuất hiện hoặc là sự đến bằng với cả từ coming ấy. À, cái này bằng với cả coming hoặc là có thể bằng với cả appearance nhé. Advent, các bạn chú ý cho cô. Bạn nào mà học sách cũ ấy, thì các bạn cố gắng học cả những cái từ này nữa. Tiếp theo này, câu số 10. Thế còn cái từ này thì cô nghĩ là nhiều bạn biết đúng không? Có nghĩa là tác động. Đó, thế còn advance, advance có thể hiểu là sự tiến bộ. Đấy, tiếp theo câu số 13. Câu 13 đi. Câu 12 em đoán thế, đoán sai rồi nhá, Nguyên Hoàng Khải nhá. Sai rồi. Nào các bạn tiếp tục với câu số 13 đi nào, cố gắng lên sắp xong rồi. Cố gắng xúc miệng một tí buổi trưa mà cuối cùng mạng nó lại đâu thế này. Nào câu số 13. Câu số 13 đi. Chưa thấy bạn nào comment câu 13. Hôm nay mạng nó cũng chậm nhưng mà nó không chậm như cái lần cuối cùng cô live đâu. Lần cuối cùng cô live nó chậm dã man luôn ý. Ok, cô đang đợi các bạn comment câu số 13 đây. Rồi, Nguyễn Thu Tuyết câu số 13B. Thu Tuyết 13B. Đúng rồi, từ này chúng ta đọc là carry, đúng không? Carry. Chọn âm đầu tiên thì chưa? Đấy, carry. Có nghĩa là mang vác hoặc là xách đấy. Thế còn những cái phương án khác, chọn âm thứ hai này, relate này. Respond, respond cũng là âm thứ hai, và appear cũng là âm thứ hai, được chưa? Appear, respond, thế còn cái này relate, được chưa? Đó, respond có nghĩa là phản hồi hoặc là trả lời, thế còn appear có nghĩa là xuất hiện, đó. Rồi, câu này đáp án của chúng ta B là đúng rồi. Đó, carry âm thứ nhất. Tiếp theo câu số 14, câu số 14 nè. Các bạn bị chậm hơn cô một chút, các bạn bị chậm hơn một chút, tức là cái mạng nó bị trễ một chút. Rồi câu số 14. Câu số 14 cố gắng lên sắp xong rồi, 20 câu thôi. Buổi trưa cô chỉ dám like khoảng tầm 20 câu thôi, bởi vì là coi như kiểu like nhanh nhanh học một tí sau đó chúng ta lại nghỉ ngơi rồi chiều lại đi học kiểu thế. Nào câu số 14, chưa thấy bạn nào comment câu 14 đây. Câu số 14 nè. 14 14 14 cố gắng lên. Câu số 14. Ok, Nguyên Hoàng Khải 14A, hy vọng lần này Hoàng Khải làm đúng nhá. Đúng rồi đấy. Câu này 14A là đúng rồi đấy. Đấy, email đúng không? Từ này chọn âm đầu tiên, chúng ta nhớ nhá, đọc là email. Còn các bạn học đọc là email là sai chứ. Email đọc rất là kiểu nó đều đều như thế là không đúng đâu. Đọc là email đúng không? Email, và mình nhấn vào âm đầu tiên nhá. Đó, đọc là email. Rồi, thế còn những cái phương án khác thì chọn âm thứ hai đúng không? Delete âm thứ hai này, arrive âm thứ hai, và increase âm thứ hai. Nhớ là từ này động từ thì mới là âm thứ hai, nếu còn danh từ thì vẫn đọc là increase nhá. Danh từ của nó thì nó lại nhấn vào âm đầu tiên. Thế còn động từ thì nhấn vào âm thứ hai. À, trong tiếng Anh có một số những cái từ các bạn phải lưu ý. Danh từ thì nhấn vào âm đầu tiên, còn động từ thì nhấn vào âm thứ hai, nhớ chưa? Ok, như vậy chúng ta có email này, delete, arrive và increase. Ok, rồi tiếp theo này, câu số 15. Nông nghiệp xanh bây giờ mới vào à, mới học xong đúng không? Delete có nghĩa là xóa đúng không? Đấy, cái từ delete này thì mình biết rồi. Nhưng mà rất nhiều bạn hay đọc từ này là delete. Đấy, nhớ phải đọc là delete nhé, delete. Đó, tiếp theo câu số 15. Câu số 15 đi. Nào, cô sẽ phải đợi các bạn một chút. Câu số 15 đi nào. Hôm nay thì bạn nào vào muộn thì chắc sẽ phải xem lại một chút. Triệu Thanh Lịch 15D. Ồ, tên là Thanh Lịch thật đấy em. Cái tên này rất là hay và rất là kiểu ấn tượng ấy. Câu số 15, Triệu Thanh Lịch chọn 15D. Ok, cô sẽ phải xem là conclude, update, install. Chọn đây là sai rồi. Câu 15 mà chọn đây là sai rồi. Nào, câu 15 nào. Ý như môn đã đến câu 16 rồi à? Câu 15 chúng ta mới đang ở câu số 15 thôi. Câu 15 mà chọn đây là đúng rồi, là sai nhá. Chọn D là sai nhá. Câu 15, các bạn chọn lại cho cô xem nào. Câu 15, câu 15. Câu 15. Chọn lại cho cô câu 15. Từ nãy giờ cô chưa thấy bạn nào comment, toàn 16, 17 thôi. Kiểu đang cố gắng nhanh nhanh như sao ấy. Câu 15 đã nào? Câu 15. Hàng năm nhanh quá đã đến câu 18 rồi. Câu 15 đã nào? Câu 15, câu 15 rồi. Phương Thành 15B. Đúng rồi đấy, câu này phải là B mới đúng nhé các bạn nhé. Từ broadcast này, trọng âm của nó rơi âm đầu tiên ấy. Nhớ nhá, đấy, broadcast đấy, âm đầu tiên, broad đấy, broadcast, âm đầu tiên. Từ này có nghĩa là phát sóng đúng không? Rồi, thế còn install, âm thứ hai này. Đó, từ này install, nhớ chưa? Cài đặt, lắp đặt, install. Nhớ là cái chữ A này mình đọc là âm O dài nhớ, install. Đó, thế còn update, update có nghĩa là cập nhật đúng không? Và conclude, đấy, kết luận. Rồi, đấy, chọn âm thứ hai nhớ, install này, update, conclude, và cái này là broadcast. Nhớ cái này là broadcast, âm đầu tiên. Tiếp theo câu 16.
Ok, câu 15 là nhiều bạn làm sai quá. Câu 15 các bạn làm sai nhiều quá. Đấy, cái từ chắc là hay đọc sai từ broadcast, tưởng là âm thứ hai đúng không? Nhưng mà nhớ là broadcast, âm thứ nhất thì chưa? Broadcast. Đấy, câu 15 là nhiều bạn làm sai quá. Đấy, để ý kỹ cho cô. Tiếp theo này, câu số 16 đi. Bây giờ mới là câu 16 nào, cố gắng lên. Câu số 16. 16 cố gắng lên. Sao cô khen tên con Thu Tuyết thì tên là Tuyết cũng hay, nhưng mà nhắc đến kiểu Tuyết cô lại nhớ đến cái nhân vật Tuyết trong sổ đỏ. Câu 16 đi nào, câu 16. Nói chung là tên của ai cũng hay và có ý nghĩa hết, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà có một số bạn thì đúng là kiểu nghe nó lạ ấy. Đấy. Rồi câu 16 đi nào, câu 16, câu 16, câu 16. Chúng mình ơi, câu 16. Câu 16, câu 16. Chúng ta đến câu 16 rồi. Nào, câu 16. Câu 16, câu 16. Câu 16, để ý kỹ rồi nhá. Đấy, đi thi là những cái động từ có hai âm tiết là đi thi người ta hay kiểm tra lắm đấy. Bài này thì rất nhiều động từ hai âm tiết đúng không? Cho nên chúng ta phải cố gắng chúng ta đọc đúng một tí, nói chung là luyện nhiều một tí, làm đi làm lại nữa nhá. Những cái bài này chúng ta nên làm đi làm lại nữa. Ok, câu 16 chưa thấy ai comment. Khó ghi. Ok, bây giờ Nguyễn Thu Tuyết rồi, 16 đây. Đúng rồi đấy, câu này chọn D là đúng rồi. Notice nhá. Cái từ này có nghĩa là để ý thấy cái gì các bạn nhá. Đấy, còn danh từ có nghĩa là thông báo. Đấy, cái thông báo mà chúng ta nhìn thấy ở trên những cái bảng hoặc là những cái bản tin á, những cái bảng hoặc là người ta dán những cái thông báo ở trên những cái bảng đấy thì gọi là notice. Thế còn động từ có nghĩa là để ý thấy cái gì nhá. Đấy, notice cho âm thứ nhất nhá. Thế còn những cái trường hợp khác cho âm thứ hai chúng ta sẽ đọc là emerge. Emerge là âm thứ hai này, có nghĩa là nổi lên hoặc là nổi lên đúng không, hoặc là xuất hiện. Amuse, amuse đấy cũng là âm thứ hai, amuse nhá. Thế còn chúng ta có connect, connect nhớ chưa, âm thứ hai đấy, connect là kết nối này. Amuse có nghĩa là làm cho buồn cười. Emerge có nghĩa là nổi lên nhớ chưa, đọc là emerge, emerge nhớ chưa, emerge. Amuse, connect đấy, không đọc là connect nhớ chưa, connect. Connect, đấy, connect là âm e, mình đọc rõ âm e là connect. Đó, nhớ, và notice âm thứ nhất. Rồi, tiếp theo câu 17 đi nào, cố gắng lên, sắp xong rồi, 17, Nguyễn Thu Tuyết 17A. Đúng rồi, Thu Tuyết 17A là đúng rồi, rất tốt. Đấy, câu này 17A là đúng rồi, finish âm thứ nhất, nhớ chưa? Đừng đọc là finish, các bạn nhớ nhá, finish, finish. Đấy, mình nhấn vào âm đầu tiên và mình sẽ trùng xuống ở âm thứ hai, finish. Rồi chúng ta có occur, từ này đừng đọc là occur, nhớ chưa? Mà đọc là occur. Occur âm thứ hai, tiếp đến chúng ta có allow âm thứ hai và begin âm thứ hai. Cái này đừng đọc là allow các em nhé, allow đây là âm ao nhỉ chưa, đọc là allow. Occur từ này cũng rất nhiều bạn hay đọc sai này, occur, allow và begin, các bạn nhớ chưa? Rồi như vậy câu này đáp án của chúng ta là A. Occur có nghĩa là xuất hiện. Đấy, hoặc là cũng có thể hiểu, nói chung là cũng có nghĩa là xuất hiện đấy. Thế còn hoặc là xảy ra, từ này cũng hiểu là xảy ra này, bằng với cả happen. Đấy, xảy ra đúng không? Allow cho phép, thế còn begin thì chúng ta biết rồi đúng không? Tiếp theo câu 18, cố gắng lên, sắp xong rồi. Câu 18, 19, 20, 3 câu nữa thôi. 3 câu nữa thôi. 18, 19, 20. Cố gắng lên. Rồi, Nguyễn Trúc Lam, các bạn rồi 17A, Phương Vũ 17A. Ok, cố gắng lên câu 18. Đâu anh đã đến câu 19 rồi à? Nào, cố gắng lên còn 3 câu nữa, 18, 19, 20. Bây giờ là câu 18 nào. 18, 18, 18 Nguyễn Thu Tuyết nhanh thế đã 19 rồi. Câu 18 để cô xem comment của các bạn đã. Nguyễn Thu Tuyết 19 đã chọn D. 19 chọn D. Thu Tuyết phần phát âm trọng âm này có vẻ chắc đấy. Đấy, câu 18 nhé, thì cô chữa luôn nhé. Chúng ta sẽ chọn đáp án của chúng ta sẽ là review, hiểu chưa? Phương án C. Đấy, review, hiểu chưa? Âm thứ hai. Đó, review có nghĩa là ôn tập lại đấy, nhớ chưa? Thế còn profile, cái từ này là profile có nghĩa là cái lý lịch đúng không? Lý lịch, sơ yếu lý lịch của ai đó thì mình có thể hiểu là profile. Đó, trọng đầu tiên nhá, profile. Thế còn cái này là gì? Language đúng không? Language, trọng đầu tiên. Thế còn cái này là forecast. Forecast cũng là âm đầu tiên, từ này có nghĩa là dự báo đấy đúng không? Trong từ dự báo thời tiết ấy, đúng không? Forecast, dự báo, nhớ chưa? Trọng âm đầu tiên. Nó giống như từ broadcast này, trọng âm đầu tiên hết nhá. Forecast, broadcast, được chưa? Rồi, cái từ này là language, nhớ chưa? Language, trọng âm đầu tiên. Thế còn review, âm thứ hai, các bạn nhớ nhá. Review, review, âm thứ hai, nhớ chưa? Tiếp theo câu số 19.
Câu 19 lúc nãy cô thấy có tiếp chọn cái phương án D là đúng rồi đấy. Đấy, câu này các bạn chọn D là đúng rồi này. Nhớ. Đấy, review này. Approach, âm thứ hai này, approach có nghĩa là lại gần đúng không? Cái từ approach lại gần hoặc là danh danh từ á thì mình có thể dịch là cái phương pháp tiếp cận nhé. Từ này có thể vừa là động từ vừa là danh từ luôn, cho âm đầu tiên. Đấy, approach. Đấy, có nghĩa là lại lại gần hoặc là có thể hiểu là một cái phương pháp tiếp cận. Nó có thể bằng với cái từ way hoặc là bằng với cái từ method nhé. Đó, thế còn service âm đầu tiên này, contact âm đầu tiên này. Nhớ từ này đừng đọc là contact như là contact. Đấy, contact âm đầu tiên, notice âm đầu tiên và approach âm thứ hai. Cố gắng lên, câu 20 câu cuối cùng rồi. Cố gắng lên nào, câu 20. Câu cuối cùng nào. Rồi, trường kín 19, 19, 19D. Ok, trường kín làm đúng rồi. In new moon, ok, I'm your fan and I really look forward to meeting you face to face. Ok. Me too. Ok, câu cuối cùng nào, cố gắng lên. Câu 20, câu 20. Câu 20 rồi, ý như môn 19D, Phương Vũ 19D. Ok, rồi, đúng rồi. Nốt câu 20 là Nguyễn Thư Tuyết 20D. Câu 20D cũng đúng luôn. Practice nhá, từ này là practice. Đấy, chọn âm đầu tiên luôn. Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Đấy, Thu Tuyết chọn âm có vẻ đọc rất ổn luôn á. Cố gắng, không biết phần phát âm thực sự như thế nào, nhưng mà cố gắng. Đấy, chọn âm này rất là ổn rồi đấy nhá. The practice nhá, chọn âm đầu tiên này, practice. Cái chữ C ở đây mình nhớ là nó đọc thành âm k. Đấy, cho nên khi mà các bạn đọc vậy thì nó khi mà mình phát âm ấy, thì mình cũng nên 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 có cái âm đấy. Đấy, prac đúng không? Practice, đó, practice. Chọn âm đầu tiên. Thế còn chúng ta có inform âm thứ hai đúng không? Tiếp chúng ta có submit âm thứ hai và unite âm thứ hai. Inform có nghĩa là thông báo này, submit có nghĩa là nộp hoặc là đệ trình này đúng không? Và unite có nghĩa là thống nhất. Được chưa? Đấy. Ok, xong, xong. Câu này xong rồi. 18 em sẽ hết luôn, không sao. Không sao, làm đi làm lại nhá, Phương Thành nhá. Bạn nào mà còn yếu cái phần bài này thì mình cứ làm đi làm lại thôi. Đấy. Quan trọng là mình cứ học nhiều, mình làm đi làm lại là đi thi mình sẽ đúng thôi. Đấy. Quan trọng là cái đích đến là cái kỳ thi tốt nghiệp cơ các em nhá. Cái đích đến của chúng ta là kỳ thi tốt nghiệp. Thế còn trong quá trình mà chúng ta ôn tập, chúng ta bị sai cái này sai cái kia thì nó không có vấn đề gì hết. Quan trọng là mình ôn đi ôn lại là được nhá. Ok, xong, câu 20, câu 20D các bạn nhớ, nguyên hảo nhớ, câu 20D, được chưa? Không phải là A đâu, câu 20D, các bạn nhớ là inform, cái từ inform này thì bằng với các từ notify đấy, đều có nghĩa là thông báo, nhớ các bạn nhớ, đấy, thế còn danh từ của nó là information, đúng không? Đấy, nhớ, inform bằng với cả notify. Thế còn cái này đọc là submit, mình nhấn vào âm thứ hai cho cô submit. Thế còn unite và riêng cái này thì đọc là âm đầu tiên. Đấy, chúng ta đọc là practice. Đó, practice âm đầu tiên. Ok, rồi xong rồi, cuối cùng chúng ta đã xong được 20 câu nhá. Ngày mai chúng ta sẽ ôn về phần từ vựng và cô muốn ôn cho chúng ta phần giới từ nhá. Đấy, ngày mai chúng ta sẽ ôn giới từ và cũng 20 câu như thế này. Nói chung là ban ngày thì sẽ ôn 20 câu thôi. Đấy, mình không ôn lâu, mình không ôn lâu được. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi, đi ăn trưa hoặc là nghỉ trưa các em nhé. Bây giờ cô cũng phải chạy vào cô dọn cơm cho mọi người ăn đây. Ok, bye bye chúng ta nha. Bye bye. Nhớ nhớ bạn nào mà sai nhiều thì cứ việc ôn tập ôn đi ôn lại về xem đi xem lại, làm đi làm lại là được nhá. Và cố gắng tập đọc theo cô cũng được. Đấy, bởi vì là mỗi một phương án thường là cô sẽ đọc đi đọc lại. Thế cho nên là chúng ta hãy cố gắng tập đọc theo cô nữa nhá. Ok, bye bye chúng ta nha. Bye bye. Bye bye, hẹn gặp lại chúng ta ngày mai nhá. Ngày mai nhớ là vẫn giờ này ngày mai nhá, 11:30 và chúng ta sẽ ôn về phần giới từ nhá. Bye bye.